quỷ Bermuda nữa. Chúng ta đều biết, trong nhiều thập kỷ, tam giác quỷ Bermuda là một trong những bí ẩn lớn nhất của nhân loại, với vô số giả thuyết đặt ra để giải thích cho hiện tượng hàng loạt tàu thuyền và máy bay mất tích không để lại dấu vết ở vùng biển này. Tam giác Bermuda là một thuật ngữ để chỉ vùng biển tại Tây Bắc Đại Tây Dương, tạo thành từ ba khu vực: Bermuda, Puerto Rico và một điểm gần Melbourne, Florida của Mỹ. Tính từ năm 1851, có khoảng 8.127 người đã mất tích tại tam giác quỷ. Khu vực này cũng có từ trường rất bất thường, khiến là bản không thể hoạt động. Hơn nữa, vùng biển cũng thường xuyên xuất hiện vòi rồng, đặc biệt là vào mùa hè, với sức gió có thể lên tới 190 km/h. Còn ở Việt Nam, cũng có một nơi cũng thường xảy ra những vụ tai nạn bí ẩn tương tự như Bermuda, nhưng có điều khác biệt. Vùng đó nằm trên đất liền, ở khu vực với cái tên núi U Bò. Tại huyện Bắc Yên, Sơn La có một khu vực mà nhiều năm trước, không hiểu vì sao, lâu lâu lại có một chiếc máy bay lao xuống nổ tan tành. Khu vực này được gọi là núi U Bò, một ngọn núi cao hơn 3.000m so với mực nước biển, nằm ở phần đuôi của dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ. Theo người dân địa phương kể lại, từ hàng chục năm qua đã có nhiều chiếc máy bay đi qua khu vực này rồi đâm xuống núi. Hai vụ gần đây nhất xảy ra năm 1985 và 1994. Cuối năm 1985, Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam thông báo có một chiếc máy bay quân sự chở các chuyên gia Nga từ Bắc Lào về Việt Nam đã mất liên lạc và mất tích. Theo như sơ đồ đường bay, thì chiếc máy bay này đã bay qua khu vực Bắc Yên. Một số đồng bào Mông sống ở các khu vực Xím Vàng, Tà Xùa, Háng Đồng kể lại rằng họ đã nghe thấy một tiếng nổ rầm như tiếng bom vọng lại từ rất xa. Những cụ già từng chứng kiến máy bay rơi ở khu vực này thời chiến tranh thì khẳng định chắc nịch rằng tiếng nổ đó đúng là tiếng máy bay đâm vào núi. Đoàn tìm kiếm gồm hàng trăm người nhanh chóng được thành lập, họ đi suốt ngày đêm trong núi rừng, song tuyệt nhiên không thấy xác máy bay ở đâu. Đến ngày tìm kiếm thứ 3 thì đoàn nhận được tin báo của một thợ săn người Mông rằng chính mắt anh ta đã nhìn thấy một chiếc trực thăng xuyên qua những đám mây lao thẳng vào vách núi U Bò. Rồi một tiếng nổ lớn phát ra, khói lửa cháy ngùn ngụt. Xác định được địa điểm rơi máy bay nhưng đội tìm kiếm phải lần mò suốt 4 ngày nữa mới tìm thấy bởi rừng rú khá hoang rậm, núi non quá treo leo, hiểm trở. Những gì còn lại chỉ là những mảnh vụn máy bay và xác người cháy đen văng tứ phía. Bẵng đi 10 năm, đến năm 1994, huyện Bắc Yên lại dồn sao tin máy bay rơi khi đồng bào Mông sống trên những đỉnh núi cao ở các xã Xím Vàng, Tà Xùa kể rằng nghe thấy tiếng nổ lớn. Lần này, một chiếc máy bay trực thăng chở các chuyên gia bay từ Điện Biên về đã mất tích vào ngày 7 tháng 5 năm 1994. Chiếc máy bay này chở các chuyên gia đi khảo sát để mở đường bay du lịch từ Hà Nội lên Điện Biên và Sơn La, nhưng việc khảo sát chưa hoàn thành thì họ đã gặp nạn. Đó là chiếc trực thăng Bell Longreen 3, đây là loại máy bay khá hiện đại thời bấy giờ. Điều đặc biệt, viên phi công lái chiếc Bell Longreen 3 là một người rất dày dặn kinh nghiệm với hơn 5.000 giờ bay. Trong ngành hàng không, người có số giờ bay này rất ít, bay được từng này giờ là đẳng cấp rất cao, đủ kinh nghiệm để xử lý tình huống bất trắc có thể coi là phức tạp nhất nếu xảy ra với máy bay. Theo cơ quan quản lý bay, khi chiếc máy bay bay qua khu vực này đã mất tín hiệu đột ngột. Bằng chứng về những vụ nổ máy bay ở núi U Bò còn được hiện diện trong rất nhiều dụng cụ làm việc của người Mông nơi đây, bởi cứ mỗi lần nghe thấy tiếng nổ, bà con trong xã lại tổ chức vào ngọn núi U Bò để tìm. Trước hết là tìm những nạn nhân xấu số, sau đó là kiếm sắt thép về để rèn đao, cuốc xẻng. Nguyên nhân là gì? Theo lý giải của đồng bào Mông thì nguyên nhân có thể do ngọn núi U Bò quá cao, lại quanh năm chìm trong mây mù, trong khi phi công lại chủ quan khi lái máy bay qua khu vực này nên đã đâm vào vách núi. Lý giải này có vẻ không đáng tin cậy lắm bởi máy bay có nhiều công nghệ hiện đại, thiết bị định vị dẫn đường và lại phi công đều đã nắm rõ địa hình địa vật chứ đâu dễ dàng bay liều trong mây. Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Vũ Khúc, Cục Địa chất khoáng sản Việt Nam, vùng đất nơi Thâm Sơn Cùng Cốc này có nhiều dị thường về địa chất, trường tử nên khi máy bay di chuyển qua, những bộ phận điều khiển bằng điện tử dễ bị nhiễm loạn gây nên những tai nạn thảm khốc. Hồi năm 1993, có một đoàn khảo sát địa chất lên đây nghiên cứu. Ông đã hỏi thì họ đặt nghi vấn về một mỏ uranium nằm trong lòng đất Bắc Yên. Có thể thứ nguyên liệu chế tạo bom nguyên tử này đã gây nhiễu loạn với các thiết bị điện tử.